House, ngôi nhà chung Series 4, nơi các bạn trẻ tài năng và xinh đẹp cùng sống, cùng trải nghiệm để tìm một nửa của mình. Nụ cười, nước mắt và tình yêu. Tất cả sẽ có trong Love House, ngôi nhà chung. Trần Duy Phước, nickname Rio, là một ca sĩ nhạc rock anh chàng đa tài, có thể đảm nhận nhiều vị trí trong ban nhạc như hát chính, guitar hay chơi trống. Kim Min Sung, 30 tuổi, chàng trai Hàn Quốc đã đi qua nhiều quốc gia và chọn sinh sống tại Việt Nam. Huỳnh Thi, cô gái trẻ sinh năm 1993, hiện đang là giáo viên dạy mẫu trẻ em, cá tính, độc lập, mạnh mẽ là những điều có thể nói về cô gái này. Nguyễn Phước Tuấn Khương, 24 tuổi, chàng ca sĩ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp ca hát. Mai Minh Hiên, cô sinh viên 21 tuổi, đến từ Quảng Bình, đã vào Sài Gòn học được 3 năm. Phạm Thái Thiên Phương, 27 tuổi, đã trải qua 2 mối tình, không hiểu tại sao đến giờ Phương vẫn một mình. Ngô Thị Thu Hà, 24 tuổi, là giao dịch viên ngân hàng, năng động, vui vẻ. Trần Lợi, chàng trai 27 tuổi, đã trải qua rất nhiều công việc, từ phụ gia đình bán cam đến một vận động viên boxing, và hiện tại đang là một diễn viên chuyên cắt vai hành động võ thuật. Hà và Danny đã công khai tình cảm cho nhau, liệu cặp đôi này sẽ có kết thúc đẹp? Khương và Hiên đã thân thiết hơn. Khương và Lợi đã có những tín hiệu ngầm cho nhau. Và câu chuyện tiếp theo của nhà chung sẽ như thế nào? Hôm nay các thành viên được tổ chức một buổi chụp hình ảnh cưới. Hoàng nghe. LCL đúng không? Khoác lên mình những bộ váy cưới lộng lẫy, các cô gái trở nên vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Vì có công việc riêng nên Lợi không thể tham gia. Không hiểu vô tình hay cố ý mà các cặp đôi đã tự tách ra, trông họ không khác gì những cặp vợ chồng sắp cưới. Bây giờ mình đi đâu? Mình đi tìm cảnh khác mình chụp. Nổi không? Nổi không? Nổi không? À, ông chủ. Nói vậy. Đánh đường cho bây giờ như thế. Tự nhiên cười vợ cười lớn là không có đẹp, hiểu không? Để cho tôi cười miệng miệng. Nói gì cầm tay này hoài làm kiểu khác đi. Người giàu khỏi đây chừng. Vậy luôn hả? Nắm nhẹ cái đầu đi giàu. Nước nước. Cái này nó sáng hơn này. Ngày hôm nay, Danny là anh chàng đào hoa nhất. Anh chàng được ưu ái làm chú rể của hai cô dâu là Hà và Thi. Có sự rung động và làm cho mình bối rối. Nói chung là lúc đó em giống như là một con mèo hoang vậy đó. Dịnh đầu thì em nghiêng đầu, mà dịnh eo thì em nghiêng eo, nắm tay thì nắm, và kêu cười thì em cười. Và lúc đó cái nhịp đập của tim em nó cứ tim em đập nhanh. Phương có một cái buổi biểu diễn tối nay á ở miền Tây rồi, nên là Phương xin phép Phương về trước để Phương đi hoàn tất công việc của mình. Còn đâu dữ vậy? Đâu dữ vậy? Dịch Cần Thơ rồi, nên là ekip đâu đi theo đâu. Thôi mọi người chụp đi khỏe nha. Vì tối nay anh có phải không? Anh chắc là khuya này anh ở lại dưới, sáng anh về sớm anh ghé nhà mình luôn. Dạ. Bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye. Trời đẹp quá hả? Muốn đi lấy chồng luôn. Ê, muốn lấy ai trong này? Hả? Ủa mình đang cười gì vậy? Không biết nó cười gì hết. Ê rồi vậy bây giờ sau cái chương trình này cặp đôi nào sẽ là đám cưới sớm nhất đây nè? Ai sẽ là người có gia đình sớm nhất đây nè? Đây này nè. Đây này hả?
lúc trên xe Hà tâm sự với anh là Hà thích những người đàn ông đầy kinh nghiệm. Cười gì vậy? Đầy kinh nghiệm. Chưa trên xe nè, lúc mà trên xe á. Nanny. Bé Hà rất là dễ thương nè. Nhìn như Hàn Quốc chứ. Có bí ẩn mà. Chuẩn bị đi Hàn Quốc chơi. Đi Hàn Quốc. Hàn Quốc rồi. Ừ sắp rồi nè. Đi Hàn Quốc chơi cho chị gửi mua mấy cái gì. Mua kim chi à. Nhưng mà anh sẽ xuống vào Việt Nam mà. Em đi Hàn Quốc mà, anh sống Việt Nam. Hai người đâu liên quan à, thì chị nói, chị đâu nói là hai người có liên quan gì đâu. Em chuẩn bị đi Hàn Quốc. Không có động. Cứ đi. Sự thật là hôm nay ai đẹp nhất? Đó, anh thích anh, anh thích nhất. Con. Hôm nay đẹp nhất là Phương. À, đó, đúng rồi, em mới nói vậy. Cái màu sắc của áo này rất là đẹp và hợp với em. Và sexy nhất là Thi. Em có lỗi gì đâu, sao đây? Thi là tập trung. Tập trung. Ai tập trung? Vô lại. Tập trung cái 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 tay gì đó. Anh nói tiếng Hàn thì cái đó là tiếng Hàn đi, đừng nói tiếng Hàn, tiếng Hàn. Tiếng Hàn cái đó tiếng Hàn. Tập trung. Thôi rồi, thôi rồi, được rồi, hiểu rồi. Hỏi đi, không mày thích nhiều đâu. Rồi, sao nữa? Sao ạ? Sao đó à? Hà là dễ thương nhất. Cái vấn đề là đó đó. Anh đi đâu thích gái đẹp đâu. Huỳnh Thi cũng đã trở nên vui vẻ hơn, còn Hà lại trở nên trầm lặng một cách lạ thường. Hiên cũng dễ thương. Vậy rồi, Hiên là cũng nghe nó miễn cưỡng thế nào. Hiên là phải xinh, nghe miễn cưỡng. Xinh, xinh, đẹp, xinh, sexy, dễ thương. Ừ, hay quá. Buổi tối sẽ có một trận giao lưu bóng đá với các cựu thành viên Love House và các cô gái đã đến ủng hộ nhiệt tình. Sau khi đá giao hữu, các thành viên chia thành từng cặp để thi đấu sút luân lưu. Em đứng phải nha. Đứng dậy đi. Đá cái giữa đây, đá cái giữa. Ông chụp cái gì là ông không dám chụp anh. Bóng này mới làm luôn. Bóng này.
một điểm rồi đó. Rồi, hồi mùa ba cũng thích đất rồi, ngồi lưng rồi đúng không? Thôi cổng đi cho nhanh đi. Cổng chạy đi nè. Rồi bây giờ nè, nam cổng nữ bên đây. Nam này cổng nữ bên đây. Anh gấp lại mấy đẹp trai. Thôi được rồi, chốt luôn nha. Rồi bây giờ ba bạn nam này, cổng ba bạn nữ này, một dao. Ok, vậy thôi, xong. Ok. Anh gấp cổng chạy này. Anh này cổng bạn này. Rồi anh gấp cổng cái gì? Rồi. Ok. Em nặng nhất anh, chứ nó đến chạy quá vậy. Hả? Đúng rồi. Trả hả? Vậy luôn hả? Chạy về đó hả? Sao cũng hả? Cố lên, cố đã chứ ngày hôm nay 07 ngẫu nhiên mà mùa 3 tới với 14. Thứ nhất cũng muốn thăm hỏi, chào hỏi, ra mắt, cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm về tham gia 10 ngày để mà tụi mình có một cái khoảng thời gian xuất sắc nhất. Cái mặt nó chụp cái vậy thôi. Trời ơi, cái trong nhà chung hiện tại đang ấn tượng nhất với bạn nào, bạn nào? Ấn tượng thì mỗi ngày có mỗi cái ấn tượng cho mỗi bạn. Nhưng mà tổng thể cho đến bây giờ thì nếu mà nói nghiêng về một bạn nam nào nhất á thì có lẽ là không phải đợi thêm vài ngày nữa. Bây giờ mình muốn các bạn những mùa vừa rồi chia sẻ cho Phương được biết là trong mùa ba thì có người nói nhiều nhất. Hỏi Nhật. Mùa ba có một cái hiểu lầm là mọi người cứ hứa nhã rồi đi ạ. Không cho Nhật cua bất kỳ bạn gái nào trong nhà. Vậy là mình cảm nghĩ của mình như thế nào? Đó, chụp chụp kìa. Thì sau 6 ngày qua bạn và bạn nhà chung, bạn có cảm nhận như thế nào và bạn đã để ý lại làm bạn cho mình? Trong 6 ngày qua thì mình cũng đi làm cả ngày, chỉ có tối và sinh hoạt với mọi người thôi thì có để ý. Anh muốn hỏi em là sao? Hẹn của anh thì em sẽ mặc đồ thế nào? Cặp mắt của anh sẽ dễ thấy đồ nào nhất? Em sẽ chiều ý anh. Thường thì anh thấy rõ nhất là khi bạn nữ mặc bikini. Có biển mới có bikini, tự nhiên đi ngoài đường bikini sao được. Anh chơi đi hồ bơi được mà. Bây giờ anh cảm giác ấn tượng như thế nào về các bạn nữ của chương trình Mùa Em 4 bạn? Em chào anh, cho anh luôn. Đó là mùa này có vẻ như thấy cái dàn này hầm hố hơn. Hầm hố là hầm sao anh? Đầu tiên là thấy nam, là thấy hai anh này là thấy ngon lành rồi. Có vẻ hầm hố rồi. Tiếp theo mấy bạn nữ, bạn nào cũng xinh mà, mỗi bạn một nét. Bạn biên tập viên quá xinh luôn. Thật ra thì cái điều thú vị nhất trong nhà chung sau khi kết thúc mùa 3 là cái cảm giác mà lúc mà tham gia mùa 3 mình phải che giấu cái cảm xúc thật của bản thân mình, xong rồi cuối cùng mọi điều đều vỡ lẽ ra, nhìn mặt mọi người thì chỉ biết chồng cho rồi. Cho em hỏi có được đi du lịch không chị? Có được đi du lịch không? Thôi thôi, đã giấu nghe chưa? Mà em đâu có nè. Hỏi để biết đó. Hỏi để biết để đi. Để đi giấu. Cảm giác một lúc mà trong nhà chung á, mọi người nói như là tại sao đều thả thính thức tất cả mọi người, mọi chàng trai trong nhà chung, thậm chí là nhận thính thức tất cả mọi người, rồi ai cũng nói coi như là kiểu vật chất này kia, nhưng mà cuối cùng vỡ lẽ ra mình là tôi cảm thấy rất là cho nên là bởi vì chị muốn chia sẻ với lại cảm giác bí ẩn của mùa này là cứ hãy sống hết mình với cảm xúc của bản thân mình đi, đừng có cho cái thế giới nó coi nữa, tại vì chỉ có 10 ngày thôi, cho nên là cứ để cảm xúc của mình cảm xúc của mình muốn như thế nào thì mình cứ làm vậy, đừng có để lý trí nó khuyên nhủ gì hết, thích làm gì thì làm. Có nghĩa là cái thời gian chị có thể tự do thả thính và tự do nhận thính. 10 ngày tự do của cặp đôi đó. Nghe chưa? Tự do đi. Nói là làm. Ngay vậy sau đó, Phước đã hẹn hò với Thi. Anh ơi, em bị phỏng bô rồi. Ê, cái gì thì bị lệ quyền như phỏng bô nữa nè. Trời
phỏng bô nữa rồi, mua đồ ăn mà bây giờ phỏng bô nữa nè. Em bị phỏng. Rồi bắt đầu hành động phỏng rồi thôi. Ờ, giống như là bị cái lời nguyền vậy đó, lên đây là bị phỏng rồi nè. Dạ. Bên này nè, tại bên này nè. Chân á. Nè ha. Em bị bằng cái nè. Trời ơi, chị cũng mới bị phỏng đó nè em. Giống như là lên xe là bị lời nguyền của các cô gái á. Thế này đó, từ khi vào nhà xe anh từ khi vào nhà chung mới bị hai người đầu tiên bị phỏng bô, xe chưa bao giờ phỏng bô. Thôi mọi người về đi, ngồi đâu nói chuyện đi, em phỏng bô đau quá, qua đây ngồi đi anh. Ngồi đâu nói chuyện, không hiểu được tại sao em lại bị phỏng bô luôn. Em không biết nữa, cái xe giống như hồi chiều mình đang ngồi nói cái vấn đề gì, cặp đôi gì, cặp đôi gì, bô phu thê, cặp bô phu thê, bây giờ gặp giống như cái lời ngoài vậy đó. Em nghĩ là đa số người nam trong ngôi nhà chung mình là chắc cũng chưa có ai mà rung động với em đâu. Bởi vì... rung sợ thì có. Em biết em rất là đàn ông đúng không? Cũng phải nói là vậy. Đó là con người thật của em. Nhưng mà khi em yêu thương hay là em thích một người nào đó thì em sẽ khác. Em sẽ dịu dàng, em sẽ biết lắng nghe nhiều hơn. Thậm chí người mà em thích đó mà người ta không thích em cái điểm gì, nếu mà người ta nói và em cảm thấy phù hợp đúng thì em sẽ sửa. Thật sự qua những ngày qua tiếp xúc với em á thì anh thấy em cãi lộn khá nhiều và anh, nhưng mà anh biết, anh cái cảm nhận của anh biết là tuy bề ngoài em vậy nhưng mà bên trong em là một người rất là nội tâm, và em luôn có những cái nỗi buồn riêng của mình. Và vì cuộc sống áp lực quá nên em mới như vậy. Anh hiểu nên anh xuống anh an ủi em vì điều đó. Và em cảm thấy á, cái cảm giác mà người khác, mà cái người mà mình được nhận cái món quà đó, người ta rất là vui và nói chung là cái cảm giác ấm áp lắm. Mình nói chung là mà cái sở thích của anh là như thế nào vậy? Có giống em không? Nói một vài thứ thôi. Sở thích của anh à? Anh thích lang thang một mình. Trời ơi. Thích đi dưới mưa. Thích sưu tầm và đổ xe mô tô, những thích sưu tầm nhiều thứ về mô tô và những cái đàn độc. Không giống em miếng nào hết trơn. Không có giống một miếng luôn. Từ nhỏ thì anh chỉ sống với bà ngoại anh thôi. Trời ơi, giống mệt em vậy, 3 tuổi em sống với ngoại tới giờ. Anh cũng 3 tuổi. Số 3 luôn. Trời ơi. Cái ngày sinh nhật của anh 3 sao tuổi. Sao trùng quá vậy? Cái ngày sinh nhật của anh lúc 3 tuổi và ngày ba mẹ anh ký đơn ly dị. Còn cái này là ba mẹ anh thì ly dị nhưng ba mẹ em thì còn. Nhưng mà dạng như hồi đó cuộc sống khó khăn á, nhà em đông anh chị em lắm, em là thứ hai trong nhà là cả đó, miền Tây gọi là thứ hai, 9 người. Là lúc đó là ba mẹ em phải làm ăn xa và khó khăn lắm, gửi em về sống với ngoại. Ê, cái tuổi thơ của anh này nó ngày nó không có được bình thường như bao người khác. Cũng giống em á, tuổi thơ của em cũng sống gió lắm. Và về vấn đề trong nhà chung thì em thấy tình hình bây giờ là thế nào? Em có để ý ai trong nhà chung chưa? Em nghĩ là không phải riêng anh, em nghĩ là tất cả mọi người hiểu em đang để ý ai, đúng không? Nói thiệt đây, thật sự là cái con người em rất là, nói chung là nó rất là thật á, nên với một phần nữa là nó hay lộ quá, nghĩa là em không có giỏi che đậy á, nhìn vô là cứ biết à. Và theo anh là anh đã biết người đó. Anh nghĩ là Danny đúng không? Đúng không? Một phần anh nghĩ là một vấn đề và thật sự và về phương pháp loại trừ thì anh cũng biết đúng không? Ngồi tâm sự thì, với Phước nhưng là... Huỳnh Thi lại luôn nghĩ Danny về á. Danny là em có ấn tượng từ ngày mới bước vô ngôi nhà. Em nghĩ là Danny sẽ là người để em tìm hiểu đầu tiên. Bởi vì hầu như các cô gái này để tay đó kìa. Vậy là em cùng quan điểm chung với các cô gái, không có gì là sai. Rồi là em trai Hàn đi, hiện giờ Hàn Quốc là chứng mật của cái đẹp. Trong cái khi mà anh bước vô ngày chung á, cái người đầu tiên mà anh muốn hẹn hò là ai và cái cách suy nghĩ về các cô gái như thế nào? Kể em nghe với rồi đi gì em mưa rồi kìa. Câu này em muốn nghe nè. Hà. Thì có vẻ một cô gái có cuộc sống, cô ấy nhìn mọi thứ bình yên đúng không? Đúng rồi, rất bình yên. Không có sóng gió. Đúng rồi. Là rất bình yên và cái đó là một người lạc quan. Tối hôm đó cũng có một cuộc tâm sự khác. Sao thừa
Mệt mỏi. Ngủ đi. Anh đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ trong em. Anh biết bài suy nghĩ trong anh không? Đó. Biết bài hát đó. Biết bài hát à? Suy nghĩ trong anh. Chắc chưa biết. Nói đi. Bài đó tên là Suy nghĩ trong anh. À, tên bài hát là Suy nghĩ trong anh. Vậy là suy nghĩ trong em à? Tại sao cả ngày hôm nay em trông buồn? Em phải là buồn ngủ. Chắc em đang suy nghĩ cái gì? Cái gì? Biết ngay mà. Học nhanh ghê luôn á. Tại sao? Thể hiện rõ lắm luôn á. Anh biết em rồi thì rất là vô tính đúng không? Ở ngoài thì bình thường sao cũng được. Mà chuyện gì nghiêm túc thì mình nên nghiêm túc. Chuyện tình cảm thì em luôn nghiêm túc. À đúng rồi. Anh cũng không phải là luôn luôn rồi mà. Thế này à, em nghĩ ví dụ như anh là cặp đôi với Ẩn với chị Phương đi. Em thích anh đi. Em ngại thích anh đúng không? Nếu em thích anh đi, nhưng mà xong rồi anh cũng suy nghĩ trong thời gian đó, anh là thấy là anh với chị Phương không hợp. Xong rồi anh là thích em, thì em cũng không thích anh. Em không thích con người như vậy. Không phải là nói về tình yêu, em nghĩ. Ok, tại sao em suy nghĩ anh là cặp đôi biển của Phương? Nói chung là em nghĩ vậy, cảm nhận của em. Em nghĩ cái mẫu bạn gái của anh là như thế nào? Là như chị Phương. Thì tại vì em nghĩ anh với chị Phương là cặp đôi bí ẩn, cho nên là em nghĩ mẫu người của anh là chị Phương. Đẹp gái, chân dài, cũng biết cách cư xử. Đúng rồi, cũng rất là khôn khéo, nói chung là tốt, đảm đang, biết nấu ăn nữa. Nấu ăn rất là ngon. Anh nói là anh thích người phụ nữ mà nấu ăn ngon. Em nấu ăn ngon mà. Canh kim chi mà ngon mà. Ôi, nhưng mà chị Phong Phương đã nấu gì? Nấu tất cả từ lúc vô nhà chung tới bây giờ. Phương nấu ăn thì anh cũng phải ăn. Ăn cơm vui vẻ đúng không? Nếu mà ăn cái này bình thường như thế này thì anh không muốn làm Phương thất vọng. Thế thôi, vì anh cúi mọi người ở đây. Quyết định diễn tới cùng luôn á hả? Ừ. Diễn tới cùng luôn á hả? Không khai nhận luôn á hả? Không thì em chỉ nói là đừng nên vì một chuyến du lịch mà chơi đùa tình cảm người khác. Nói vậy thôi. Hôm nay thì anh nói chuyện với em thì em rất vui. Mà hôm nay thì em lại suy nghĩ cái khác. Nói chung cái gì của em cũng là thiệt. Nhưng mà em chỉ sợ là yêu chúng người mà cặp đôi bí ẩn đó thì... Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như vậy nè. Anh đã hẹn hò với các mọi người ở đây rồi. Cứ từ từ, bây giờ nói chuyện về cái này thì hơi sớm nè. Đó, tại vì anh chưa bao giờ anh nghiêm túc. Anh phải ở một mình anh suy nghĩ rồi. Anh muốn anh là con người như thế nào, anh trở thành như thế nào. Chứ em đã suy nghĩ về cái đó chưa? Rồi. Anh xác định em là như thế nào? Là như thế nào? Anh phải tiếp xúc, anh tìm hiểu thì anh sẽ biết. Cuối cùng Hà cũng chịu nói lý do vì sao lại buồn. Ngày hôm nay mình thấy anh em này không phải là tốt với riêng mình mà là với cả ba bạn nữ còn lại. Suy nghĩ về cái vấn đề đó mà Danny, nhưng mà Danny cũng không thể. Ví dụ Danny trốn một người này rồi, nên là Danny không thể làm xấu với những người khác. Nên Danny cứ làm tốt với những người khác. Nhưng nếu anh đã nói chuyện với mình là anh để ý tới mình hơn ba bạn nữ còn lại thì nhưng mà vẫn tốt với ba bạn nữ còn lại thì mình nghĩ là anh bị mất chút xíu điểm. Nhưng mà có thể là cái hành động này là làm Hà hiểu nhầm. Nên cho nên là mình cảm thấy là tình cảm của anh đối với mình thì mình chưa tin tưởng lắm. Anh Danny, em hỏi thử nha, lỡ một ngày nào đó một người con gái mà không có thích anh mà đi tỏ tình với anh thì biểu hiện anh làm sao? Ví dụ như anh không thích người đó luôn mà anh ghét người đó, hoặc là anh thấy cô đó, nói chung là không ưa đó, mà người ta tỏ tình với anh thì anh thấy anh sao?
cái cảm tình của anh là của anh chủ nhận luôn không? Là sao? Là sao? Thì anh phải làm theo tâm của anh nổi. Vậy hả? Ừ. Anh sẽ nói gì? Dù em tỏ tình với anh đi. Tỏ tình đó thì sao ta? Anh phải làm theo tâm của anh. Ừ. Ừ. Vậy vậy em nói thử anh làm theo tâm của anh nha. Mà đừng làm quá nha, làm quá người khác người ta bị tổn thương. Em ấn tượng anh từ ngày đầu tiên mới vừa bước tới vô đây ấn tượng. Ừ. Và trong nhà này em chỉ có cảm giác vui là cảm giác vui là khi em đi đi đâu đi đi ăn với anh, đi sinh nhật cùng anh, đó là những cái cảm giác mà em cảm thấy vui nhất. Và nói chung là ở ngôi nhà chung này là cho em nhiều cung bậc cảm xúc nhất, buồn vui cười, và cảm thấy là có một cái gì đó gọi là sao xíu giống như cái thời mà em còn sinh viên em mới yêu lần đầu vậy. Thì đã dành rất nhiều tình cảm cho Danny, dù chung đã là... có lúc thì muốn từ bỏ. Nên nó gọi em thấy anh Danny với bé Hà gì à? Thì chú thì ngay cái lúc đó thì và em nghĩ em cũng định bỏ cuộc, nhưng mà khi mình chụp với Danny mình cảm giác làm sao ta, lúc đó mình không nghĩ là có những cái góc hình góc mặt đẹp nữa, mà mình chỉ cảm nhận giống như là cô dâu chú rể thật vậy đó. Quá mừng để mà được đến gần Danny, nhưng mà cảm giác lúc đó là tim em đập rất là nhanh, và lúc đó tự nhiên em không biết sao trước mặt Danny giống như là em là một cô gái dịu dàng quá lớn vậy đó, mà em thật sự không phải là như vậy. Bao nhiêu tình ý đã được nói ra, liệu Danny có cảm nhận được? Huỳnh Thi đã thổ lộ rõ tình cảm của mình. Mối quan hệ của Danny và Hà đã bắt đầu xuất hiện những hoài nghi. Chuyện tình cảm tay ba này sẽ tiếp diễn như thế nào? Khương có vẻ đang nghiêng về Phương, còn Phương chưa có biểu hiện rõ ràng với ai, là Khương hay Lợi. Hãy đón xem vào tuần sau.